Chỉ với một chiếc thẻ căn cước công dân gắn chip, người dân khi đến bệnh viện, trung tâm y tế, quận, huyện sẽ được giải quyết thủ tục khám chữa bệnh một cách nhanh chóng mà không cần mang theo bất kỳ giấy tờ nào khác. Đây là hoạt động được các bệnh viện, trung tâm y tế trong cả nước triển khai thực hiện. Sau đây là thông tin từ Khỏe mạnh đúng cách. Ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam, không cần mang theo nhiều giấy tờ, anh Nguyễn Thảo chỉ cần xuất trình duy nhất một thẻ căn cước công dân và được nhân viên y tế tiếp nhận cấp số thứ tự khám chữa bệnh trong vòng chưa đầy 30 giây. Căn cước công dân thì thấy tiện nhiều cái, không phải là riêng gì khám bệnh mà nhiều công việc nữa. Cho nên là mình cũng thấy cái này là xã hội bây giờ là 4.0 rồi, thành ra là nó tiện lợi nhiều cái. Thì nói chung là cái nhà nước đưa ra cái chính sách này thấy là mình thấy là hợp lý. Cho người dân nó thấy nó tiện lợi để rút thời gian để mình công việc khác nữa. Nhanh chóng tiết kiệm thời gian, bởi so với trước đây, người bệnh phải mất từ 3 đến 4 phút mới có thể hoàn tất thủ tục đăng ký khám chữa bệnh. Trong giai đoạn thí điểm, một số cơ sở như Bệnh viện 199, Bộ Công an, Trung tâm Y tế Sơn Trà, Hải Châu đã đầu tư máy móc, thiết bị quét mã để khai báo tốt dữ liệu. Tuy nhiên, do hệ thống dữ liệu vẫn còn chưa liên thông đồng bộ nên các đơn vị vẫn tiếp nhận theo hai hình thức: thẻ căn cước công dân nếu thông tin bảo hiểm y tế của người bệnh đã được tích hợp và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế nếu thông tin của người bệnh chưa được tích hợp trên căn cước công dân. Tỷ lệ thành công là cỡ 30-40% khi người ta sử dụng cái thẻ căn cước công dân. Lý do không thành công là cái sự đồng bộ của cái thông tin của thẻ căn cước công dân với lại cái thông tin của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nó chưa đồng bộ được. Trong tất cả một cái tổng thể 1.000 người một ngày như vậy, nhưng mà trong 100 người tới khám mà sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chip đó thì cái thủ tục nó cũng được nhanh hơn, thuận lợi hơn. Thứ nhất là cho cái nhân viên tiếp đón, cái nhân viên mà làm thủ tục hành chính cho bệnh nhân họ được thuận lợi hơn, ngay cả bệnh nhân cũng đỡ mất thời gian phải chờ đợi đi. Trong khi đó, từ đầu tháng 3 năm 2022 đến nay, đồng loạt các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip tích hợp dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế. Việc bắt đầu triển khai rộng rãi tạo thuận lợi cho người dân khi khám chữa bệnh, cải cách hành chính theo hướng hiện đại hóa. Tuy nhiên, việc khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip chưa thật sự thông suốt, cần phải sớm được tháo gỡ để đem lại hiệu quả như kỳ vọng.